Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến bạn bài học tiếp theo trong loạt bài tự học tám phần một bằng ngôn ngữ lập trình C, phần mềm mô phỏng Proteus và Kit Easy tám phần một. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về tám phần một. Giới thiệu chung về tám phần một bao gồm 4 phần. Phần thứ nhất là cấu trúc bên trong của tám phần một. Phần thứ hai là cấu trúc bên ngoài, hay chính là sơ đồ chân của tám phần một. Phần thứ ba, chúng tôi giới thiệu về cấu hình tối thiểu để 8051 có thể hoạt động được. Và phần cuối cùng là các công cụ cần thiết để học lập trình 8051. Phần thứ nhất là cấu trúc bên trong của 8051. Để hiểu cấu trúc bên trong của 8051, ta có thể so sánh nó với một hệ vi xử lý. Một vi xử lý đứng độc lập thì thường không làm được gì nhiều, mà nó phải đứng với, nó phải kết hợp với các thành phần khác như là bộ nhớ hay là các phối ghép vào da để tạo thành một hệ vi xử lý. Trên hình ảnh các bạn có thể thấy là có một chip vi xử lý chính giữa và xung quanh là các cái IC phụ trợ như là bộ nhớ hay là các phối ghép vào da vân vân. Thì tất cả cái bảng mạch này có thể coi là một hệ vi xử lý. Còn vi điều khiển, nó là một cái con có thể coi là một hệ vi xử lý trên một con chip. Tức là trên một con chip nó đã chứa toàn bộ các thành phần. Ví dụ ở đây các bạn có thể thấy là CPU, là RAM, là ROM, là các cái biến đổi AD vân vân. Thế để rõ hơn, ta có thể so sánh giữa vi điều khiển và vi xử lý. Vi xử lý là một CPU của một hệ vi xử lý, còn vi điều khiển là một hệ vi xử lý hoàn chỉnh. Vi xử lý là có ứng dụng đa năng. Ví dụ như là một cái máy tính, các bạn có thể là vừa nghe nhạc, vừa xem phim, vừa có thể chạy phần mềm Word vân vân. Còn vi điều khiển thì phục vụ cái ứng dụng chuyên dụng, ví dụ như là máy giặt, điện thoại. Máy giặt thì các bạn chỉ có thể giặt quần áo chứ các bạn không để nghe nhạc, cũng không để xem phim. Về vi xử lý thì có cái tập lệnh phức tạp thiên về xử lý dữ liệu. Còn vi điều khiển là tập lệnh nhỏ gọn thiên về điều khiển các cái truy nhập vào ra. Như vậy ở đây ta thấy vi xử lý là thiên về xử lý, còn vi điều khiển là thiên về điều khiển. Dẫn đến là vi xử lý thường không có thao tác trên dữ liệu 1 bit, mà ít nhất các dữ liệu vi xử lý thao tác là 4 bit. Ngoài ra có thể khởi đến là 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit, vân vân. Còn vi điều khiển là có thể thao tác với dữ liệu 1 bit, bởi vì nó phù hợp với việc điều khiển hai trạng thái on-off của dơ le, của còi chip, của đèn led, của vân vân. Hình là 89S52 chẳng hạn, các bạn có thể thấy là ROM của nó đến 8K, có khi ra chỉ vài trăm kilobyte, hình như là 256 kilobyte. Vi xử lý thì có kích thước lớn và chi phí đắt, còn vi điều khiển thì có kích thước nhỏ, chi phí là tối thiểu. Tốc độ của vi xử lý rất là cao, thường lên đến hàng gigahertz, còn tốc độ của vi điều khiển là hạn chế, thường bằng megahertz. Và tóm lại, để so sánh giữa vi xử lý và vi điều khiển thì các bạn có thể nhớ vi điều khiển chính là một hệ vi xử lý hoàn chỉnh trên một con chip, còn vi xử lý chỉ là một CPU của một hệ vi xử lý. Thế tuy nhiên là vi xử lý nó có cấu hình mạnh hơn rất nhiều so với vi điều khiển để phục vụ các cái bài toán là xử lý dữ liệu, còn vi điều khiển phục vụ các cái bài toán hơn tới điều khiển một đối tượng nào đó, ví dụ như là đèn led, là dơ le, là còi chip, vân vân. Cấu trúc bên trong của 8051. Bên trong của 8051, đây là cái cấu trúc bên trong của vi điều khiển 89S52, một thành viên của 8051. Thì các bạn có thể thấy trung tâm của nó là một cái CPU. Bên cạnh đó có cái bộ tạo dao động, các cái bộ nhớ như RAM, như EEPROM, EEPROM, flash, rồi các cái đường bus dữ liệu, các cái điều khiển ngắt, bộ watchdog, các cái điều khiển mà bộ nhớ bên ngoài, và đặc biệt là có 4
cái cổng vào ra và hai đường, có cái bộ định thời timer 0, timer 1, timer 2, có cái giao tiếp SPI, vân vân. Thế CPU thì sẽ có nhiệm vụ, đó là bộ não trung tâm, có nhiệm vụ theo dõi và điều khiển tất cả các hoạt động của vi điều khiển. CPU đọc và thực thi chương trình trong room, đọc và thực thi chương trình trong room, tức là nó chạy theo các chương trình của người lập trình đã làm vào room. Oscillator, vi điều khiển là một linh kiện số, do đó nó cần có xung nhịp để hoạt động, cũng giống như tất cả các linh kiện số khác thì đều cần phải có xung nhịp. Trong đó khối OSC sẽ cần thêm thạch anh và tụ ở bên ngoài để tạo dao động. Bộ nhớ thì điển hình có hai loại là ROM, là Read Only Memory, là bộ nhớ chương trình chỉ đọc, hay còn gọi là bộ nhớ code, bộ nhớ mã chương trình, và RAM là Random Access Memory, dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Thế ngoài ra ở đây các bạn còn thấy có bộ nhớ Flash, là một cái kiểu bộ nhớ mới. Bus là tập hợp của các dây nối để liên kết các thành phần, truyền lệnh, địa chỉ hoặc là dữ liệu. Đây các bạn có thể thấy đường bus ở đây. Bus thì phân làm 3 loại là bus địa chỉ để quản lý các cái vùng nhớ, bus dữ liệu để truyền dữ liệu và bus điều khiển để truyền các lệnh điều khiển. Tiếp theo là các cái cổng input output, 4 IO ports, input output ports. Thì để kết nối các dữ liệu, để kết nối các thiết bị khác cần có các cổng vào ra dữ liệu để các có thể kết nối với các thiết bị khác bên ngoài 8051. Thì 8051 sẽ thông qua 4 cái cổng vào ra này. Mỗi cổng có 8 bit và do đó là có tổng cộng là 32 đường vào ra, được đặt tên là P0, P1, P2 và P3. Tại sao ở đây ta gọi nó là cổng? Vì tên tiếng Anh của nó là port. Port sẽ dịch ra là cổng. Thế, tuy nhiên ta có thể hiểu như này: cổng là nơi để đi vào đi ra, và ở đây cổng chính là để vào ra dữ liệu. Dữ liệu có thể từ bên trong đưa ra bên ngoài và từ bên ngoài đưa vào bên trong, chính là thông qua 4 cái cổng ở đây. Tiếp theo, bên trong 8051 còn có các cái bộ timer và counter, và mỗi bộ này có độ lớn là 16 bit, dùng để định thời gian. Timer thì định thời gian, và trong chế độ counter thì để đếm các sự kiện, đếm các sự kiện từ bên ngoài, ví dụ như đếm xung, vân vân. Tiếp theo là cái khối điều khiển ngắt. Thì trước hết bạn có thể hiểu ngắt là một cái sự kiện khẩn cấp bên trong do các timer tạo ra, hoặc bên ngoài bộ vi điều khiển xảy ra buộc vi điều khiển tạm dừng việc thực hiện chương trình hiện tại, chính là chương trình chính, và phục vụ ngay lập tức nhiệm vụ mà ngắt yêu cầu. Đấy, sau khi mà thực hiện xong nhiệm vụ ngắt yêu cầu thì vi điều khiển sẽ quay lại cái nhiệm vụ hiện tại trong chương trình chính để chạy tiếp. Và bên trong 8051 hay 89S52, cụ thể 89S52, thì có tất cả 6 nguồn ngắt, 2 ngắt ngoài, 3 ngắt timer và 1 ngắt cổng nối tiếp, nếu không kể đến ngắt reset. Watchdog dùng để reset lại hệ thống khi mà hệ thống bị treo. Các bạn có thể hiểu watchdog giống như là một con chó giữ nhà, con chó trong nhà. Vi điều khiển vì một lý do nào đó mà chạy vào một cái chu trình lặp, vòng lặp vô tận và không thoát ra được khỏi vòng lặp đó, dẫn đến nó bị treo. Thì khi đó watchdog này sẽ nhận biết cái hiện tượng đó và lập tức reset vi điều khiển, làm cho nó chạy lại từ đầu và thoát được khỏi cái tình trạng treo. Tiếp theo ta sẽ nghiên cứu sơ đồ chân của 8051 và cụ thể là của vi điều khiển 89S52. Các bạn có thể quan sát thấy 8051 có tất cả là từ 40 chân. Trong đó chân số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thuộc về cổng P1. Chân 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 thuộc vào cổng P3. Bên này ta có cổng P0, 8 chân của cổng P0 và 8 chân của cổng P2. Và như thế ta thấy sắp xếp các cổng như sau: các cái cổng chẵn thì xếp ở bên phải và các cổng lẻ thì xếp bên trái. Bên này ta có P0, P2, bên này ta có P1 và P3. Thì các cái chân quan trọng của vi điều khiển
như sau. Ở đây có thể quan sát chân số 9, ký hiệu là RST, viết tắt của chữ là Reset, có nghĩa là chân dùng để reset vi điều khiển. Tiếp theo ta có hai chân 18, chân 19 là chân đường vào của bộ dao động, chính là ta lắp thạch anh và tụ ở bên ngoài, và chân 18 và chân 19 ở đây. Chân 20 là chân cấp đất, cấp 0V cho vi điều khiển. Chân 40 là chân cấp nguồn 5V. Các cái chân khác, ví dụ chân EA là dùng để lựa chọn việc chạy chương trình trong bộ nhớ trong hay bộ nhớ ngoài, ALE, PSEN, v.v. Thế ở đây các bạn có thể thấy là P10 thì lại ghi mở ngoặc là T2, P11 là T2EX, v.v. Các cái một số chân khác cũng như thế. Thì còn P12, P13, P14 lại không có các cái mở ngoặc bên cạnh. Thì ta có thể hiểu các cái chân mà nếu không ghi các cái mở ngoặc bên cạnh thì nó chỉ có mỗi chức năng là vào ra. Còn các chân mà có ghi mở ngoặc bên cạnh thì ngoài cái chức năng vào ra đó thì còn có các cái chức năng đặc biệt khác. Ví dụ như ở đây P10 thì còn có chức năng là timer 2, để đầu vào của bộ đếm counter 2. Chân P15, 16, 17 là MOSI, MISO, SCK, VST. Các cái chân này sẽ là đầu vào của cái phương pháp lập trình ESP. RXD, TXD là Receive Transmit, Receiver Transmitter là truyền và nhận, dùng để truyền nhận dữ liệu RS-232. Interrupt 0, Interrupt 1 là chân ngắt ngoài 0, ngắt ngoài 1. T0, T1, Timer 0, Timer 1. Write, Read dùng để ghép nối với bộ nhớ, vân vân. Thế có rất nhiều chân như này, nhưng mà các bạn cần phải quan tâm nhất đến các chân như sau. Đây chính là cái cấu hình tối thiểu để 8051 có thể hoạt động. Nếu mà thiếu một trong các thành phần này thì vi điều khiển sẽ không hoạt động, hoặc là hoạt động nhưng mà không ổn định. Cụ thể ở đây các bạn phải quan tâm chân 20 và chân 40 là các chân kết nguồn. Ta luôn luôn phải kiểm tra xem chân 20 đã được lối đất hay chưa, và chân 40 có được cấp nguồn hay chưa. Thì nếu mà hai chân này đảm bảo được cái điều kiện đó thì ta mới tiếp tục kiểm tra các cái thành phần khác. Còn nếu mà không thì chắc chắn là vi điều khiển sẽ không chạy rồi. Ở đây chân số 9 là nối với mạch reset. Các bạn có thể quan sát mạch reset bao gồm là một điện trở 10K, một tụ điện 10 microfarad và một cái nút bấm dùng để reset bằng tay. Và ở đây chân RST các bạn thấy, có thể thấy là không có cái gạch trên đầu, có nghĩa là tích cực ở mức cao. Tích cực ở mức cao có nghĩa là khi mà ta cấp một cái mức cao vào chân RST này trong một khoảng thời gian nhất định thì lập tức vi điều khiển sẽ bị reset. Ở đây các bạn có thể thấy con tụ, khi mà giả sử khi ta bật nguồn có 5V thì cái tụ này nó sẽ dẫn cái 5V đi vào RST và lập tức vi điều khiển sẽ bị reset. Sau đó thì vi điều khiển sẽ bị ghim về mức GND, mức đất, thông qua cái điện trở 10K, làm cho nó trong cái chế độ là hoạt động. Còn khi các bạn muốn reset bằng tay thì các bạn bấm cái nút bấm ở đây, thì lập tức ta sẽ có một cái nguồn 5V đi qua nút bấm và đưa vào chân RST, và lập tức ta cũng có lệnh reset. Tiếp theo là chân 18-19 là nối với thạch anh. Thế thông thường thì 8051 sẽ dùng cái thạch anh là 12M, và tùy từng phiên bản cái tần số 12M này sẽ vào bên, khi vào bên trong sẽ bị chia ra nhỏ ra. Cái đời đầu thì thường chia cho 12, do đó khi nối với thạch anh 12M thì 8051 sẽ hoạt động với cái tần số là 12 chia cho 12 là 1M. Ngoài ra các bạn thấy có hai cái tụ 33 pico hoặc là 22 pico cũng được dùng để là nối xuống đất cho thạch anh, tránh bị nhiễu, giúp cái bộ dao động này hoạt động tốt hơn, ổn định hơn. Tiếp theo chân 31 các bạn phải nhớ là nối nó lên 5V để chạy chương trình lưu trữ bên trong bộ nhớ. Nhiều bạn khi lập trình quên mất là không kết nối cái 5V với chân EA và không thấy chương trình nó chạy, là lý do bởi vì nó sẽ quy định chạy cái bộ nhớ ngoài, trong khi tại không có bộ nhớ ngoài đây.
Ngoài ra còn một cái điểm qua các bạn cần quan tâm nữa là cổng P0 khác với các cổng khác, khác với P1, P2, P3 là P0 không có điện trở treo bên trong. Do đó, nếu muốn P0 làm chế độ nhận dữ liệu vào thì các bạn phải nối với một cái điện trở treo bên ngoài, thường có giá trị là 10K. Đây là cái hình ảnh và cái cấu hình tối thiểu của 8051. Các bạn có thể thấy là bộ phận dao động, thạch anh, hai tụ điện, nguồn đất nối với chân 20, nguồn nối chân 50, chân 40, chân 31 nối với dương nguồn. Đây là mạch reset. Mạch reset đây đang thiếu cái nút bấm. Tiếp theo các bạn sẽ tìm hiểu tiếp các công cụ cần thiết để học 8051. Và trong cái một phần cứng để học 8051 thì các bạn có thể, thứ nhất là dùng Proteus để mô phỏng, hoàn toàn không cần phần cứng. Tuy nhiên nó vẫn có sự khác biệt giữa mô phỏng và thực tế, do đó tốt nhất là các bạn nên có lắp ráp thực tế bên ngoài. Thì thường các bạn sẽ sử dụng một cái breadboard để cắm các cái mạch đơn giản hoặc là mạch mở rộng. Trong bài học sau đó thì tôi sẽ dùng cái breadboard này để cắm cái mạch cấu hình tối thiểu cho 8051, là cái mạch mà tôi vừa nói ở trên, là mạch này. Tiếp theo thì các bạn có thể dùng một cái board gọi là Basic 8051. Trên cái board này thì đã bao gồm các cái chân được kéo ra tất cả ra răng, có thạch anh, có nguồn, có chân reset, có lưỡi reset, vân vân, đảm bảo đầy đủ các cái thành phần cơ bản nhất để 8051 có được hoạt động. Tiếp theo, cao cấp hơn thì các bạn có thể mua một cái bo là bo mini 8051. Thì trên bo này thì các bạn có thể thấy có rất nhiều các cái ngoại vi. Và cuối cùng thì trong loạt bài hướng dẫn của chúng tôi sẽ sử dụng cái kit Easy 8051. Kit này rất là rộng rãi và có đầy đủ các cái ngoại vi cơ bản để thực hành tốt nhất về 8051. Các bạn có thể nhìn chi tiết cái kit Basic 8051. Chip sử dụng được là chip AT89S, 51 hoặc 52, kể cả chip C cũng dùng được, nhưng mà sẽ không nạp được trên board. Kit này có thể nạp ESP, đây chính là cái rãnh nạp ESP. Đã có nguồn cấp, có thạch anh, có thể thay đổi bằng cách, ở đây người ta không hàn cố định. Có các RAM out, tức là các RAM đầu ra để kết nối với module mở rộng. Tất cả các cổng vào ra đều được nối với RAM. Thì trên hình các bạn có thể thấy một cái kết nối cơ bản như này. Một cái mạch nạp USB ESP kết nối vào đầu nạp. Sau đó là board Basic 8051. Từ board này thì kéo ra các cái ngoại vi ở bên ngoài, có thể cắm trên breadboard. Board mini 8051 thì cấu hình của board này thì ra thì có chip AT89S, 51, S52 có thể sử dụng được. Ngoài ra có thể sử dụng được cả AVR. Có thể nạp ESP, có 8 led đơn, 6 nút bấm, 4 led 7 thanh, 1 dơ le, có thể giao tiếp với máy tính, giao tiếp cổng com, có thể đo nhiệt độ với DS18B20, có một còi chip để báo âm thanh, và có các cái RAM out để kết nối với các module mở rộng. Như thế ta thấy keyboard mini 8051 này có rất là nhiều các ngoại vi. Ngoài ra các bạn còn có thể thấy là có các cái cách cấp nguồn như sau: cấp nguồn thông qua cổng USB, thông qua một cái rắc cắm nguồn, hoặc thông qua chính cái mạch nạp ESP ở đây. Và cái board mạch này thì cũng có giá thành tương đối rẻ. Tôi nhớ không nhầm thì nó có giá khoảng 220 đến 250, rất là rẻ. Tiếp theo là board Easy 8051. Thì cấu hình cơ bản gần giống với cái board mini 8051 ở trên. Thì nó chỉ có thêm là các cái ADC, DAC, giao tiếp SPI, có module DS1307, có LCD graphic, vân vân. Còn lại cơ bản thì nó cũng giống với cái
Power Mini tập trung là một. Ở đây ta thấy là có các cái module như sau, 8 led đơn. 8 led đơn này sẽ được kết nối với một cái RAM là ghi là led ở đây. Tiếp theo là 8 cái nút bấm hay gọi là 8 switch thì cũng được kết nối với một RAM switch ở đây. Các cái cổng P0, P1, P2, P3 thì được nối ra các cái RAM hai hàng. Ngoài ra các bạn còn có 6 con led 7 thanh điều khiển theo chế độ là quét led, character LCD, graphic LCD, khối DS1307 pin dự phòng, có khối DS18B20 đo nhiệt độ, có khối giao tiếp với cổng COM, khối nguồn, khối ESP programmer, khối nạp chương trình, khối SPI DAC và khối SPI ADC. Tiếp theo là cái sơ đồ chi tiết của cái mạch này. Tôi chiếu lên đây để khi mà các bạn cần thì các bạn có thể mở lại đoạn này để xem cái sơ đồ nguyên lý của kit. CPU, khối CPU, khối LED. Khối LED này là khối độc lập, chỉ nối ra mỗi cái RAM. Đầu dương thì nối với VCC rồi, còn đầu âm thì kết nối ra cái RAM đôi. Khối nguồn, khối giao tiếp với máy tính RS232, khối LCD, graphic LCD. Các cái khối khác như là các cái khối IO post connection, các cái kết nối với các khối vào ra, khối DS18B20, khối DAC, ADC, khối LED 7 thanh. Các bạn thấy là khối LED 7 thanh thì được thực hiện bằng phương pháp là quét. Ở đây có 6 con transistor, mỗi con lắp vào một con LED 7 thanh. Và LED này sẽ là LED dương chung bởi vì đây mắc VCC. Khi chan thông thì sẽ cấp nguồn vào đây. Và tất cả các chan này được điều khiển thông qua cái cổng P10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 và 20. Mỗi cái cổng này lại nối với một cái dip switch để cho phép mình là đóng hay là mở việc điều khiển bằng cơ khí. Thế ngoài ra cái chân dữ liệu của LED được nối qua một cái con UNN2003, dẫn đến cái việc là dữ liệu đi qua UNN sẽ bị đảo, nên các bạn lưu ý. Thế bình thường LED dương chung là nếu nối thẳng thì cấp mức 0 nó sẽ sáng, mức 1 là tắt. Còn bây giờ do đi qua UNN2003, sau đó sẽ ngược lại, các bạn cấp mức 1 nó sẽ sáng và mức 0 nó sẽ tắt. Khối DS1307, khối keypad. Cái công cụ tiếp theo để học 8051 là mạch nạp. Mạch nạp thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại, nhưng tuy nhiên tôi thấy cái loại mạch USB EFP có rất nhiều ưu điểm như là giá rẻ, nạp rất nhanh, nạp được cho cả họ AVR, không cần cài đặt driver, đặc biệt là không cần cài driver đối với các cái phiên bản mới của phần mềm. Phần mềm cho mạch nạp này là Pro ESP, ở đây tôi dùng bản 1.72, chạy được cả trên nền Win 78. Đây là cái sơ đồ chân của cái mạch nạp USB ESP. Các bạn thấy là đây là cái chỗ lõm này. Thì trong đó chân 1 là MOSI, chân 3 không dùng, chân 5 nối với RST, chân 7 SDK, chân 9 MISO, chân 2 là chân VCC, các chân còn lại là chân đất. Như thế chân 1 của cái mạch nạp USB này ta phải nối với chân MOSI là cái chân P15 của vi điều khiển. Chân 5 của cái mạch nạp này ta phải nối với chân 9, chân 7 nối với chân SCK, chân 8 và chân 9 thì là nối với MISO là P1.6. Tóm lại cái phần để nạp chương trình ấy thì là từ P15, P16, P17 và
chân di set, bốn chân liền nhau ở đây. Các cái công cụ cần thiết để học tập như 8051 là tiếp theo là các cái phần mềm. Thì đầu tiên các bạn cần phải download các phần mềm. Ở đây ta có 3 phần mềm là trình biên dịch Kenc, phần mềm mô phỏng Proteus, phần mềm cài đặt chương trình, phần mềm nạp chương trình Pro ESP. Thì tất cả các phần mềm này chúng tôi đã up lên cái phần mục download của trang Arduino 360. Các bạn có thể vào download. Trong phần mềm này có đầy đủ cả cái khóa, cái key để cho các bạn crack. Trong cái quá trình cài đặt và crack thì các bạn theo dõi bên trong cái hướng dẫn của từng chương trình. Chúng tôi sẽ không tiện nêu ra. Bài học hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm ơn và